với tôi, đây là làng gốm Điệu. Hơn 500 năm đã qua, đều nằm nghiêng mình soi bóng bên dòng sông đáy thơ mộng, hiền hòa. Những lò bầu gốm cổ vẫn còn nguyên vẹn với thời gian. Âm thanh rất trong, vang và ngân. Làng nghề truyền thống gốm Quyết Thành xưa nay nổi danh với sắc gốm sành, gốm son đẹp mắt, độ bền cao, trở thành một trong những biểu tượng của văn hóa Hà Nam. Về làng gốm hôm nay, ta càng thêm yêu nghề xưa. Nét cũ vẫn hiện hữu đầy hoài niệm mà tươi đẹp trong lòng quê hương. Từ lò bầu cổ, ba tác phẩm gốm thủ công xuất sắc, lưu dấu bản sắc vùng đất Trấn Sơn Nam xưa đã ra đời, được khắp nơi chào đón. Nghề gốm ở làng mình thì được hình thành từ khi nào anh nhỉ? Nghề gốm của làng mình thì đã có hơn 500 năm. Thường là cứ được các cụ là truyền từ đời này sang đời khác. Ví dụ như Bát Tràng thì sử dụng là đất sét trắng và đất hoa đào. Nhưng gốm Quyết Thành thì từ xưa đến nay là chỉ sử dụng nguồn nguyên liệu là đất sét vàng tại địa phương. Chất đất sét vàng thì độ co ngót rất là cao. Nhưng mà khi mà nung ở nhiệt độ cao thì nó lại rất là đanh và mình không cần bôi men. Nguồn đất làng độc đáo được người thợ xử lý kỹ càng qua nhiều công đoạn mới ra được đất nhuyễn sạch, mịn dẻo để vuốt dáng. Gốm son của làng Quyết Thành, gốm nung lên màu đỏ tươi mỹ nghệ bởi có khâu vào son độc đáo. Người Quyết Thành thường hay chuốt các cái sản phẩm rất là to và chuốt vo bằng tay, không cần phải lắp ghép nhiều lần. Vuốt một lần là hoàn thiện sản phẩm luôn. Hiện nay đang thịnh hành là về gốm dân dụng, các sản phẩm gốm về chum, vò, vại, rồi cối, dã cua. Còn gốm mỹ nghệ thì sẽ là các cái sản phẩm, ví dụ như bình vôi, ấm chén, lọ hoa, tượng Phật, các sản phẩm nhỏ để phục vụ cho khách du lịch. Gốm son, gốm dân dụng, gốm mỹ nghệ, gốm tráng men, gốm mộc được cho vào lò củi nung bằng kỹ thuật cổ truyền. Mẻ gốm ra lò ra được chất sành, lên màu đẹp, có độ bền cao. Không chỉ đặc sắc về chất liệu, cách nung, dáng hình gốm của Quyết Thành còn ẩn chứa những giá trị văn hóa quý báu, thể hiện tài năng sáng tạo của cha ông ta. Đến với làng gốm Quyết Thành hôm nay thì em được chương trình giao cho một nhiệm vụ nho nhỏ, đó chính là nặn gốm và vuốt một sản phẩm bằng gốm để làm kỷ niệm. Vậy thì em xin phép là sẽ nhờ anh hướng dẫn em nhé. Ok. Dạ, em sẵn sàng. Đầu tiên là mình sẽ đặt cái viên đất này vào chính giữa đúng không anh? Đúng rồi. Chưa cần, em cứ đẩy lên đi một chút. Okay. Em sẽ cho nước ướt lên cái sản phẩm này. Em sẽ dùng cái ngón trỏ này và bên ngoài và bên trong và kéo cái hòn đất nó lên phía trên. Em đã làm gốm nhiều chưa? Em chưa làm bao giờ ạ. Đây là tác phẩm đầu tiên của em. Lần đầu tiên làm gốm. Đây là hình vỏ sò. Thì em thấy là cái hình này em thấy khá là ưng ý rồi. Vậy thì không biết là anh cảm thấy như thế nào về cái bước tạo hình vừa rồi của em ạ? Thấy là cái tạo hình này rất là sáng tạo. Thì mà là một sản phẩm phải nói là có 102 mà mình muốn tạo lại thì cũng sẽ rất là khó. Sản phẩm này là mang tính chất độc bản. Em cảm ơn anh đã động viên em và giúp em có một trải nghiệm thú vị và vô cùng đáng nhớ tại làng gốm Quyết Thành ạ. Từ xưa là ông bà rồi bố mẹ mình cũng đều là những người thợ làm gốm nên mình đã tiếp xúc với nghề gốm từ nhỏ. Nên là mình cũng đam mê làm gốm, thì sau đó thì mình đã quyết định là gắn bó với nghề gốm lâu dài. Nghề gốm chọn người, đất quê chọn thợ. Từ hơn 5 thế kỷ đi qua, miền gốm Quyết Thành có bao lớp thợ lành nghề, giỏi về nghệ thuật điêu khắc, hội họa, luôn kiên trì, bền bỉ, cứ thế nối nghiệp cổ truyền, rạng rỡ nghề xưa của cha ông,
tỏa sáng sắc gốm của người Việt.